Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Mậu Ngọ, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cầu Trận, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành niên mệnh Thiên Thượng Hỏa ngày Mậu Ngọ tức chi sinh can, nghĩa là hỏa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Thiên Thượng Hỏa kỵ tuổi Nhâm Tý, Giáp Tý ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành hỏa cục xung với Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Bính Tý, Giáp Tý, tuổi xung trong tháng, tuổi Tân Mão, Ất Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Phúc Sinh, tốt mọi việc, sao Tuế Hợp, tốt mọi việc, sao Đại Hồng Sa, tốt mọi việc, sao Hoàng Ân, tốt mọi việc, sao Ngũ Hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Cương hay còn gọi là sao Diệt Môn, xấu mọi việc, sao Địa Phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Địa Tặc, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, sao Băng Tiêu Hỏa Hãm, xấu mọi việc, sao Lộ Ban Sát, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Chính Bắc. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo trải qua một ngày rất có thể sẽ có sự xung đột xảy ra trong mối quan hệ xã giao. Với bạn tuổi Tý rất dễ xảy ra tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp làm cho không khí căng thẳng, thường xuyên lời qua tiếng lại. Và cũng vì điều này sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu suất công việc chung, bởi không có sự hợp tác trong công việc dẫn tới tiến độ, hiệu suất công việc bị giảm đi một cách rõ rệt, thiệt hại đủ đường. Với bạn tuổi Tý nên tìm cách để khắc phục tình trạng này càng sớm càng tốt nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy hỏa bất dung, điều này sẽ gây ra nhiều cản trở khiến cho bạn trở nên bướng bỉnh, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác vì cho rằng mình là người đúng đắn. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến cho hôn nhân, tình cảm trong ngày hôm nay có nhiều mâu thuẫn, tranh cãi li min. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim dễ gặp phải xung đột trong các mối quan hệ. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy dễ xảy ra tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp, lời qua tiếng lại. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, không khí căng thẳng làm cho hiệu suất công việc bị giảm sút. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ trở nên bướng bỉnh, không chịu lắng nghe người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, hôn nhân, tình cảm có nhiều mâu thuẫn, tranh cãi xảy ra.
Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 13, số 72, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang phạm phải ngày có cục diện ngũ hành Sửu ngọ tương hại. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo trải qua một ngày khó có được sự bình yên. Với bạn tuổi Sửu dễ phải đối mặt với tiểu nhân hoặc là vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn, khiến cho những ai không hiểu rõ về bạn có thể sẽ hiểu lầm bạn nữa. Và trong ngày thứ 6 này, với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thương quan tác động. Điều này làm cho bạn không nên hiếu thắng hoặc là quá mức cố chấp trong một số vấn đề nào đó. Khi tiếp nhận hoặc là giải quyết việc gì, bạn mệnh tuổi Sửu cần phải lắng nghe nhiều chiều, chứ không nên chủ quan tin theo điều mà mình muốn tin. Bù lại, trong vận trình ngày thứ 6 này, với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho gia đình của bạn trong ngày hôm nay luôn có được bầu không khí rất hài hòa và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn luôn tâm sự với nhau, cho dù là việc lớn hay là việc nhỏ, chẳng giấu giếm nhau bất cứ điều gì cả nhé. Về câu quý cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, dễ phải đối mặt với tiểu nhân hoặc là vướng họa thị phi. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, có thể sẽ bị hiểu lầm những chuyện không đáng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, không nên hiếu thắng hoặc là quá mức cố chấp. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, cần phải lắng nghe nhiều chiều khi tiếp nhận hoặc là giải quyết vấn đề. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, gia đạo êm ấm, vợ chồng luôn tâm sự với nhau mọi việc. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 94, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào làm bất cứ nhiệm vụ gì. Với bạn tuổi Dần, bạn hoàn thành nhiệm vụ được giao sớm trước thời hạn đã định. Tuy nhiên, bạn hãy coi chừng vì với bạn đang có xu hướng lý tưởng hóa mọi vấn đề, khiến cho bạn dễ cảm thấy chán nản nếu công việc không được như mong muốn. Trong ngày thứ 6 này, với bạn tuổi Dần, bạn tính hòa đồng và vui vẻ. Điều này sẽ giúp cho các mối quan hệ xã giao của bạn vẫn đang phát triển khá là thuận lợi. Khi đối diện với những khó khăn, bạn không quá lo lắng bởi bạn biết chắc chắn sẽ có người sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho mình nữa. Và trong ngày thứ 6 này, với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc sinh xuất cho hỏa. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia của mình. Mọi khi đôi bên có sự bất đồng ý kiến, với bạn tuổi Dần đừng có khăng khăng bắt người ta phải nghe theo ý kiến của mình. Bạn nên dùng thái độ bình tĩnh để không đổ thêm dầu vào lửa. Về câu quý cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, hoàn thành nhiệm vụ được giao sớm trước thời hạn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, tránh xu hướng lý tưởng hóa mọi việc, kéo lại sớm chán nản. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, các mối quan hệ xã giao phát triển thuận lợi. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 73, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ 6 ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022.
Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Hỏa Mão Dậu. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo trải qua một ngày có nguy cơ gặp phải họa phá tài do tiểu nhân, khiến cho công việc của bạn vốn đang trên đà được thăng tiến thuận lợi lại gặp phải những trở ngại. Với bạn tuổi Mão, bạn không lường hết được những nguy cơ có thể xảy đến, cho nên chưa có cách giải quyết thực sự hiệu quả, phần nào ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Trong vận trình ngày thứ sáu này, với bạn tuổi Mão đang gặp hung tinh chiếu mệnh, còn mang tới cho bạn có những rắc rối liên quan tới các mối quan hệ xã giao. Có người dù trước mặt bạn tỏ ra là thân thiện, nhưng sau lưng lại đâm chọc, điểm đá giấu tay. Và khoảng thời gian này với bạn tuổi Mão có thể cảm thấy khó khăn trùng trùng, bạn hãy nhớ là nên hành sự cẩn trọng. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành sinh xuất, điều này khiến cho cái chuyện tình cảm của các cặp đôi có thể sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Vợ chồng vốn khó tránh khỏi những lúc bất đồng ý kiến, tuy nhiên với bạn tuổi Mão không nên quá nóng nảy nói ra những lời gây tổn thương cho người bạn đời của mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy có nguy cơ gặp phải họa phá tài do kẻ tiểu nhân gây ra. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, công việc vốn đang trên đà thăng tiến thuận lợi lại gặp phải những trở ngại. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ gặp nhiều rắc rối liên quan tới các mối quan hệ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc khó khăn trùng trùng, hãy nhớ là nên hành sự cẩn trọng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, vợ chồng có thể sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 73, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ sáu ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày nhờ sự siêng năng chăm chỉ, cho nên bạn tuổi Thìn lại một lần nữa được cấp trên tin tưởng và giao cho nhiều trọng trách quan trọng khi bạn đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ. Và đây sẽ là cơ hội thuận lợi để cho bạn tuổi Thìn có thể khẳng định được vị trí của mình cũng như là bước đệm hoàn hảo để cho bạn thăng tiến về sau này nhé. Và trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay cũng rất tốt đẹp. Gặp lương duyên mai mối cũng là con đường khá hay để cho bạn tuổi Thìn phát triển tình cảm, nên bạn đừng có vội từ chối khi có người mở lời giúp đỡ cho bạn. Ban đầu hai người gặp gỡ chỉ để là lại chút ấn tượng, nhưng càng ngày sẽ càng khám phá ra những điều thú vị ở nhau nữa. Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 7 tháng 8 năm Nhâm Dần. Ngày này nếu như bạn tuổi Thìn có công việc nên xuất hành đi xa thì bạn đừng quên chú ý xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn, suôn sẻ, thuận lợi. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách quan trọng. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ có được cơ hội thuận lợi để khẳng định vị trí của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc nên chọn hướng tốt khi tiến hành các công việc trọng đại. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim có thể gặp được lương duyên thông qua mai mối của người quen. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy đừng có vội từ chối khi có người giới thiệu cho đối tượng như ý. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 76, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của tỷ kim chiếu mệnh. Điều này có thể làm cho bạn tuổi Tỵ gặp phải những rắc rối nếu như bạn cứ nổi nóng vô cớ với những người bên cạnh mình.
Với bạn tuổi Tỵ, bạn trở nên thiếu đi sự kiên nhẫn hơn hẳn so với thường ngày, làm việc đầu vui đuôi chuột. Và mỗi khi cảm thấy mọi thứ không được như ý của mình, với bạn sẵn sàng bỏ dở mọi thứ, không có chút trách nhiệm nào nữa nhé. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ, tâm trạng bức xúc, nóng giận sẽ khiến cho bạn muốn tìm ai đó để giải tỏa. Thế nhưng bạn cần phải cẩn thận với những người bạn muốn chia sẻ những cảm xúc của mình. Và nếu như chia sẻ sai người, họ sẽ sử dụng chúng để chống lại bạn về sau này. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có hỏa khí vượng, điều này có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Và để nâng cao được sức đề kháng, chống lại bệnh tật thì bạn tuổi Tỵ nên duy trì thói quen tập luyện vào mỗi buổi sáng sớm hoặc là tối muộn, vận động một chút, bạn mệnh cũng nên đi ngủ đúng giấc, thiếu ngủ sẽ làm cho cơ thể mệt mỏi và đầu óc bị trì trệ nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa có thể sẽ gặp phải những rắc rối nếu như cứ nổi nóng vô cớ với những người bên cạnh. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ trở nên thiếu đi sự kiên nhẫn, làm việc đầu vui đuôi chuột. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc trở nên bỏ dở công việc khi không còn hứng thú. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim cần phải cẩn trọng khi có ý định chia sẻ những cảm xúc của mình với người khác. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy chú ý chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức đề kháng. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 42, số 76, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ sáu ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo trải qua một ngày có thể gặp phải những khúc mắc mâu thuẫn trong công việc của mình. Và ngày này với bạn tuổi Ngọ làm việc gì cũng cảm thấy khó khăn, khó chịu với đồng nghiệp, bực dọc với cấp trên, quân run xíu lắm cũng quằn, uất ức cũng phải thôi vì bạn thấy không có sự công bằng ở cơ quan nữa nhé. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này cũng đang có điềm báo không được tốt, dễ hao tốn về tiền của vì những người không xứng đáng. Với bạn tuổi Ngọ, bạn nên dẹp bớt những mối quan hệ không cần thiết để đỡ phải tiêu tiền oan uổng. Những ai đang làm ăn tốt thì nên tránh xa cạm bẫy, kiếm tiền to, vì tiền thì không thấy, nhưng mất tiền thì rất dễ xảy ra. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này, cái chuyện tình cảm của bạn may mắn là nhờ có được ngũ hành, hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Ngọ biết quan tâm tới tâm tư, tình cảm của đối phương nhiều hơn. Đối với những người đang còn độc thân thì đừng có vội tìm người yêu, thời gian này cứ thoải mái mà sống một mình, vui bên những người thân, bạn bè, như vậy là được nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, phớt lờ những lời yêu cầu vô lý bạn không cần phải làm. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, suy nghĩ tại sao lại hành động sai lầm như vậy. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, có lẽ bạn đang trông chờ quá nhiều vào một mối quan hệ. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, đừng có lãng phí thời gian với những người vô tâm. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, đừng có gồng gánh việc nhà hết phần người khác. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 90, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ sáu ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo trải qua một ngày khá là mệt mỏi vì công việc của mình. Và bạn tuổi Mùi, bạn đã cảm thấy chán nản và dường như đã cạn kiệt năng lượng. Trong ngày hôm nay, bạn cần phải cẩn thận, kẻo lại bị đuổi việc, mất chức, bỏ học, thôi việc, mất quyền lợi trong công ty, cơ quan. Bạn nên cứng rắn và mạnh miệng hơn để không bị người khác ăn hiếp bạn tuổi Mùi nhé.
Vận trình tài lộc của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này cũng khá là cứng nhắc, hầu như không có chuyển biến tích cực làm cho bạn khá là đau đầu. Và gần đây, bạn tuổi Mùi hay gặp những rắc rối về tiền bạc, lúc nào cũng trong tình trạng túng thiếu, phải chi tiêu liên tục vì nhu cầu cá nhân và gia đình tăng cao, làm ra đồng nào là hết đồng đó, không tiết kiệm nổi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có ngũ hành thổ tương hòa, điều này sẽ khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn trở nên hiền dịu hơn, không còn nóng tính hay là to tiếng với người bạn đời của mình. Và bạn tuổi Mùi, bạn cũng cần phải học cách chia sẻ và dành sự quan tâm cũng như là tình cảm nồng nàn cho người mình yêu, chứ đừng có chỉ biết đón nhận hạnh phúc đến với mình thôi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, sống một ngày biết một ngày vui chứ đừng có tham lam. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, nắm bắt và làm chủ tâm mình, đừng đi theo những lời dụ dỗ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, hôm nay không khí trong gia đình được thoải mái. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, đừng có vì quen biết lâu mà mượn đầu đắt tiền. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, rất mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền. Vậy đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 70, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão. Tử vi tuổi Thân thứ sáu ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh, điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thân có được nhiều cơ hội để kiếm tiền về cho mình. Và lúc này với bạn tuổi Thân, bạn tốn khá nhiều thời gian để cân nhắc cho những cơ hội, đừng có quá lâu, kéo lại cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Bạn tuổi Thân, bạn có thể tận dụng các nguồn lực mà mình đang có để phát huy tối đa tiềm năng của mình nhé. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thân, nhờ tinh thần thoải mái cho nên công việc của bạn rất là ổn thỏa, vấn đề về tiền bạc đã có được sự cân đối cho nên bạn cảm thấy cuộc sống khá là thoải mái, từ đó mà nhìn nhận được những vấn đề rõ ràng hơn, điều chỉnh những gì mà mình từng làm không tốt nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này, bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có ngũ hành, hỏa kim xung khắc. Điều này nhắc nhở bạn đang có một vài đòi hỏi có phần khắt khe quá đáng, khiến cho đối phương cảm thấy mệt mỏi. Và thay vì trông chờ nửa kia chiều chuộng bản thân mình, thì bạn nên lắng nghe và quan tâm tới đối phương nhiều hơn bạn tuổi Thân nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy có nhiều cơ hội kiếm tiền thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa tốn khá nhiều thời gian để cân nhắc cơ hội. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ có thể tận dụng các nguồn lực mà mình đang có để phát huy tối đa tiềm năng của mình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc tinh thần hăng hái khi mọi việc diễn ra được suôn sẻ. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim chớ nên đưa ra những đòi hỏi khắt khe với nửa kia. Vậy đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 74, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ sáu ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, điều này làm cho bạn đang có điềm báo trải qua một ngày rất có thể sẽ không đạt được kết quả tốt trong công việc của mình, dù bạn đã rất cố gắng và chăm chỉ để làm việc. Trong ngày này, công sức mà bạn tuổi Dậu bỏ ra không được ghi nhận xứng đáng, tất cả như công dã tràng, xây cát biển đông. Và lúc này, bạn tuổi Dậu cần phải kiên nhẫn và nỗ lực hơn nữa nhé. Bù lại, về phương diện tài lộc của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này lại có phần được dễ thở hơn khi bạn đang có được sự may mắn, có được chính tài tương trợ. Và nhân cơ hội này, ai đang làm trong các lĩnh vực về kinh doanh, đầu tư nên tìm cách mở rộng về quy mô. Cơ hội không luôn có sẵn, vì thế với bạn tuổi Dậu nên chủ động để thu thập những thông tin để lúc cần chỉ là hành động mà thôi nhé.
Còn về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sức khỏe của bạn không có điều gì đáng lo ngại, nhưng do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, điều này cũng sẽ khiến cho tinh thần uể oải hay bị đau lưng. Với bạn tuổi Dậu nên tập luyện thể dục thể thao đều đặn, người làm ở văn phòng có thể tập yoga vì bộ môn này là môn thư giãn về gân cốt, khơi thông tinh thần giúp cho cả người được thoải mái hơn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy không đạt được kết quả tốt trong công việc dù đã rất chăm chỉ. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, công sức mà bạn bỏ ra không được ghi nhận xứng đáng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ cần phải kiên nhẫn và nỗ lực hơn để tìm kiếm sự thành công. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, người làm kinh doanh kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, thiếu tinh thần chiến đấu, uể oải và hay bị đau lưng. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ sáu ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo trải qua một ngày về phương diện sự nghiệp kém suôn sẻ vì bạn đang lâm phải cục diện ngũ hành ngọa Tuất tương xung. Ngày này với bạn tuổi Tuất, bạn nên thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình, kẻo lại ảnh hưởng tới con đường thăng tiến của bản thân về sau này. Trốn công sở tai mách mạch rừng, đôi khi chỉ vì một lời nói vô tình cũng có thể sẽ bị mổ xẻ và ảnh hưởng tới uy tín của bản thân mình nhé. Rất may là về phương diện tiền bạc của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, nhờ có được thực thần chiếu mệnh cho nên với bạn đang có được một ngày phúc lộc dồi dào, tiền vào đều đặn nhờ giỏi ngoại giao và làm ăn uy tín. Hôm nay nếu như ai đó mời bạn đi ăn hoặc là cho đồ ăn thì bạn cứ cởi mở để đón nhận, đó là lộc của bạn, không phải ngại nhé. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, bạn cũng đang có được một ngày khá là yên bình, không có biến động lớn nhờ bạn đang gặp được ngày có ngũ hành thổ tương hòa. Muốn tình yêu ngày càng tươi tốt thì cả hai cần phải quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, hoa thơm trái ngọt rồi sẽ đến. Với bạn tuổi Tuất, bạn là người giỏi giang cho nên hãy lắng nghe nhiều hơn chứ đừng có chỉ áp đặt cho con cái của mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa nói ra những uất ức với bạn bè sẽ giúp cho tâm trạng của bạn được thoải mái hơn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ thích kết giao với những người vui tính. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc công việc có phần ảm đạm. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim cần phải cẩn thận kẻo lại có va chạm trong giao thông. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy nên hạn chế ăn nhiều đồ ngọt. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 64, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão. Tử vi tuổi Hợi thứ sáu ngày mùng 2 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, điều này làm cho bạn đang có điềm báo đi làm cần phải cẩn thận tránh họa thị phi kiện tụng kẻo lại rước họa vào thân ảnh hưởng tới sau này. Với bạn tuổi Hợi, bạn cần tránh va chạm với cấp trên hoặc là người có chức quyền, không lợi dụng chức quyền kẻo lại vướng phải những rắc rối khó gỡ nhé. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi, đi đâu làm gì cũng nên chú ý tới đồ đạc tư trang của mình. Với bạn đang có điềm báo hao tán về tài lộc, mất mát về tiền bạc một cách rõ ràng, nếu không chú ý có thể sẽ bị tổn hao. Bạn tuổi Hợi nên thận trọng hơn chứ đừng có để đến lúc mất đi mới cảm thấy nuối tiếc cũng chẳng giải quyết được việc gì cả. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, cái chuyện tình cảm của bạn lại có sự ảm đạm vì bạn đang gặp ngày có thổ thủy tương khắc. Với những mâu thuẫn ngày càng sâu sắc, khó hòa giải, tuy nhiên chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, chỉ cần bạn mở lòng và là được. Bạn cần phải gạt cái tôi cá nhân của mình, nhất là khi đứng trước người thân của mình nhé.
Về câu quýt cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, khi nóng giận bạn nên im lặng kẻo lại phải hối hận. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, tiền bạc, hợp đồng, giấy tờ cần phải được xem xét kỹ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, thấy người gian xảo chỉ nên chung một lần là đủ. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, gia đình là điều tuyệt vời nhất. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, khéo léo với những người ngoài nhưng hay nổi nóng với người thân của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 53, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!